Chào cả nhà. Những ai đã trải qua cái đại dịch Covid vừa rồi thì chắc là thấm thía ạ. Gọi là một cái đại nạn cực kỳ lớn của hành tinh chúng ta. Gần như là 2/3 trái đất này bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid. Những cái lúc ở tâm dịch, mọi người phải hiểu được là cái giá trị của cái sự sống. Lúc đó, cái sự sống nó quan trọng biết nhường nào. Vậy thì các bạn có bao giờ đặt câu hỏi là tại sao cái đại dịch nó lại xảy ra? Thực ra câu hỏi này đã được rất nhiều người giải đáp, kể cả các chuyên gia lớn đến những người nổi tiếng hoặc những người rất là giỏi giải đáp tìm nguyên nhân. Gần như là cả thế giới vào cuộc tìm nguyên nhân, từ nguyên nhân thực tế, thực tiễn đó, từ những cái nguyên nhân về mặt khoa học cho đến giải thích theo hướng tâm linh, gọi là vô hình, siêu hình. Những cái đó các bạn chỉ cần lên Google gõ từ khóa nó ra hết, mình không cần phải nói đấy. Nhưng mà cái mình muốn nói đấy, cái mình chú trọng ở đây là cái sức khỏe của loài người xuống cấp nghiêm trọng sau đại dịch Covid. Cái đó là cái nhìn thấy quá rõ, mà bản thân mình là mình cảm nhận được rõ rệt nhất cái sức khỏe đi xuống. Nếu các bạn đã bị nhiễm Covid hoặc các bạn đã tiêm vaccine, cũng như vừa tiêm vừa nhiễm Covid rồi, các bạn sống giữa đại dịch, thì các bạn sẽ thấy sức khỏe của các bạn cũng đi xuống. Nhất là những cái người mà có cái thể trạng yếu, theo đông y, những người có cái thể trạng yếu là sự mất cân bằng về âm dương. Mà ở đây thì theo cái chặng đường tìm hiểu về đông y của mình thì mình thấy là đa số đều là bị hàn lạnh. Khi hàn lạnh xâm nhập quá lâu gây ra rất nhiều những cái hư tổn trong cơ thể của mình. Cơ thể mình bị hàn lạnh rất là mạnh, cho nên là con người ta sẽ bị yếu đi rất là nhiều, chính khí suy yếu thì sức khỏe đi xuống rất là nhanh. Gọi là thân cường thì bệnh nhược và ngược lại, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ rõ ràng là sau cái chặng đại dịch Covid đó thì cái sức khỏe mới là gọi là từ khóa hot trong cái thời gian gần đây. Bây giờ là nhà nhà tìm sức khỏe, phục hồi sức khỏe, người người tìm sức khỏe, phục hồi sức khỏe. Mà sức khỏe ở đâu? Sức khỏe thì ở ngay trong chính chúng ta. Chúng ta phải tìm cách khôi phục lại, phục hồi lại. Mình tin chắc chắn rằng sức khỏe của chính chúng ta sẽ phục hồi được nếu như mà chúng ta biết cách. Và cái chặng đường phục hồi sức khỏe thì nó rất là kiên trì, bền bỉ và quyết liệt, mạnh mẽ. Tất nhiên thì theo cái quy luật sinh lão bệnh tử thì càng ngày chúng ta sẽ càng bị lão hóa và cơ thể sẽ yếu dần. Nhưng nếu như bạn biết cái việc đó và bạn chú tâm vào phục hồi sức khỏe thì mình tin chắc rằng quá trình lão hóa sẽ chậm lại và sức khỏe các bạn sẽ được phục hồi. Cái việc phục hồi sức khỏe nó cực kỳ gian nan. Tại vì sao ạ? Tại vì cái sức khỏe nó là tất cả. Bạn có sức khỏe thì bạn có 100 ước muốn. Còn nếu như bạn không có sức khỏe thì bạn chỉ có một ước muốn duy nhất là có sức khỏe. Câu này quá nổi tiếng rồi và nó rất là đúng. Nên là mình nghĩ các bạn hãy tìm tòi. Khi mà trong các bạn luôn luôn khao khát tìm tòi, phát ra một cái năng lượng cực lớn, cái nguyện vọng cực lớn để mong muốn tìm lại sức khỏe của chính mình, khôi phục sức khỏe chính mình, thì các bạn sẽ gặp được phương pháp. Tại vì cái năng lượng các bạn cực lớn về một cái vấn đề gì đấy thì các bạn sẽ thu hút những cái năng lượng tương thích, tương ứng về phía mình, và những câu trả lời sẽ được giải đáp trước mặt các bạn. Các bạn cứ thử đi, các bạn sẽ thành công.